Phương Nam đang được cạnh tranh rất là gay gắt. Vỡ đèn luôn. Một thời gian rất là đẹp của hai vận động viên. Một vận động viên đã từng có một bàn, vận động viên đã từng có một bàn xong. Hai anh đã có thể một bàn chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và hai anh cùng nhau bước từng bước chân nhẹ về đích. Vâng, và quy định đó là quy định xe chạy cao lúc thì nó tung lên đất. Thì rất không phải.